Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Nhịp cầu nhân ái của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với lại đoàn công tác của cán bộ xã Búng Lao, đó là ông Lò Văn Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng với lại anh Lò Văn Xiên, cán bộ văn hóa xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, cùng đến thăm một cái hoàn cảnh rất hết sức là éo le. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cùng đoàn sẽ tìm hiểu cụ thể về hoàn cảnh này. Mời quý vị và các bạn cùng theo chân chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, đây là nhân vật mà chúng tôi cần giới thiệu với quý vị trong chương trình hôm nay. Đó là chị, trường hợp của chị Si, chị Lò Thị Si ở bản Hủy Cắm, xã Búng Lao. Thưa ông Thi, là cái trường hợp của chị Si này cụ thể là như thế nào ạ? Thì sau khi mà gia đình làm đơn đề nghị thì cho xét mức độ khuyết tật thì xã đã tiếp nhận được cái hồ sơ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì xã cũng đã tổ chức xác định mức độ đối với Lò Thị Si. Thì không những Lò Thị Si, mà không những người mẹ Lò Thị Si mà có cả con Lò Thị Ân cũng bị tương tự như người mẹ. Sau khi mà xác định được cái mức độ khuyết tật tại xã thì về mức độ khuyết tật của đồng chí Si là dạng động bị thần kinh tâm thần. Thì loại thứ hai đó thì sau khi nhận được từ năm 2016 thì cũng xã cũng đã làm một thủ tục hồ sơ được hưởng theo chế độ chính sách của theo cái 136 của nghị định 136 của chính phủ về cái hỗ trợ người khuyết tật. Đến năm 2018 thì đã tiếp tục nhận được cái của gia đình là đề nghị sẽ xét lại về mức độ nặng hơn. Thì xã cũng đã tổ chức và đến năm tháng 9 2018 thì cũng đã chuyển sang được đặc biệt là nặng. Thì kèm theo đó thì cũng làm thủ tục hồ sơ đề nghị cho người được hưởng người chăm sóc đối với LDC. Còn đối với cháu này thì năm nay cũng 8 tuổi rồi, nhưng mà tuy nhiên thì đi học thì cũng chỉ đi học thế thôi, chứ còn bây giờ hiện nay thì đến thời điểm đến giờ, đặc biệt là buổi sáng là cái bị động kinh, sau đó cái sự bọt mép, sau đó lại các cô lại xoa dịu, cho đến một ngày thì xảy ra cái hiện tượng đến 2 đến 3 lần. Chị Si ơi, chị có nghe được không ạ? Không nói được. Chị nghe được nhưng mà nghe được nhưng không nói được ạ? Không nói được đúng không ạ? À, vâng, thưa quý vị và các bạn, chị Lò Thị Si thì bị bệnh tâm thần kinh theo như lãnh đạo xã Búng Lao đã khẳng định thông qua cái hồ sơ thẩm định trước đây. Và chị hiện nay thì cái sức khỏe thì rất là yếu, và khi nào mà khỏe mạnh nhất thì chị cũng có thể là tiếp nhận được cái tín hiệu từ người đối diện. Tuy nhiên thì chị không thể nào mà nói được. Và đây là con lớn của chị Si, là cháu cũng có bệnh tương tự với mẹ của mình. Và cái hiện nay thì chị Si thì đang không có chồng, rất là khó khăn. Và hiện tại thì gia đình chị sống cùng với lại bố mẹ đẻ. Tuy nhiên thì bố mẹ đẻ cũng hoàn cảnh rất là khó khăn, cho nên là cái hoàn cảnh của chị Lò Thị Si ở bản Hồi Cắm, xã Búng Lao này thì vẫn cần rất nhiều cái sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Qua trao đổi với gia đình cũng như cán bộ xã thì quý vị cũng đã thấy là rất là éo le. Đây, hai mẹ con như quý vị thấy đây đang không nhận thức được gì về cuộc sống cả. Thế còn ngoài ra thì chị Si còn sinh thêm một cháu nhỏ nữa mới được 5 tháng thì cũng chưa biết sức khỏe của bé thứ hai như thế nào. Và hiện tại thì ngoài cái sự hỗ trợ của nhà nước cũng như là của anh chị em trong nhà thì cũng không đáng kể gì. Cho nên là hoàn cảnh này thì đang rất cần thêm nhiều cái sự chung tay giúp đỡ nữa của cộng đồng để mẹ con chị có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên đến đây cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ chuyên mục Nhịp cầu nhân ái của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên, số tài khoản 36100031061, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Điện Biên.